ngày 28 tháng 9, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xác minh vụ việc một nhóm nam nữ nghi tàng trữ, sử dụng ma túy trong các căn hộ ở chung cư Volandi. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, gần trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra nhiều căn hộ ở chung cư Volandi nằm bên đường Bến Dân Đồng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhiều căn hộ, công an phát hiện khoảng 30 người gồm cả nam lẫn nữ, biểu hiện sử dụng ma túy. Hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật để sử dụng ma túy. Cuối buổi kiểm tra, công an đã đưa nhóm cậu ấm cô chiêu về trụ sở để làm việc. Nhiều nam nữ phản ứng dương tính với chất ma túy. Trước đó, ngày 17 tháng 9, công an cũng kiểm tra căn hộ ở chung cư này, phát hiện 13 người tổ chức sử dụng ma túy tập.